Xin chào các bạn, mình là Bính đây. Rồi thì hôm nay mình sẽ chơi một tựa game Roblox có tên là A Stereotypical OP. Thì game này có một người bạn đã kêu mình là nên chơi cái game này, tại vì game này là thuộc dạng OP rập khuôn khuôn mẫu các bạn à. Đó, cho nên là mình nghe nói là map này nó luyện skill parkour của mình trong Roblox khá là hay, cho nên là mình sẽ chơi nha các bạn. Nhưng mà không biết game như thế nào chứ chưa gì nữa, nãy đập vô mặt mình là một cái một cái cảnh báo các bạn à. Không, chắc không sao, không vấn đề gì. Đó, game nhìn mình thấy cũng hay mà. Rồi, giờ thì bắt đầu thôi. Xin chào và chào mừng đến Roblox OP của chúng tôi. Đích đến của bạn là đi đến điểm cuối cùng, rất là đơn giản. Rồi, mình chỉ cần đi từ đầu tới cuối thôi. Bây giờ mình sẽ chơi thôi. Đó, nhìn nó rất là basic, nó giống mấy cái game hồi đó mình tạo. Ở đây nó phân chia độ khó luôn nè. Mình đang hiện tại mình đang ở rất là dễ. Rồi. Đạp cái đầu nút. Rồi bây giờ mình nó kêu mình là bắt đầu thôi. Bắt đầu cái OP chỗ này. Màn đầu tiên thì cũng khá là dễ, mình thậm chí mình còn không bị chết nữa. Đó. Nếu cần nhảy chứ. Rồi bây giờ mình sẽ đi thôi. Màn này, mấy màn này rất là dễ. Mình thấy game nó khá là hay. Nó phân chia cấp bậc rõ ràng luôn, phân chia theo độ khó rất là đàng hoàng. Rồi bây giờ mình sẽ đi liên tục luôn, không dừng lại luôn nha. Cái này thậm chí mình đi qua cũng được, nó không cần nhảy luôn các bạn à. À cái này cần nhảy nè. Rồi. Hiện tại mình đang ở màn số 7, rất là vẫn còn đang rất là dễ. Rồi. Ồ, chỗ này mình thậm chí mình còn không cần nhảy nữa. Mình đi qua cũng được nữa, để chặn nó chi trời. Rồi. À đây chỗ này hơi khó nè. Ôi. Ồ, nó không có bị chết, nó chỉ bị đau thôi các bạn à. Cái đụng mấy cục này mình tưởng là nó bị chết như mấy game OP khác luôn chứ. Nhưng mà không, nó chỉ bị mất máu thôi. Ừ, đó. Mình đang ở stage 17 và nó cấp độ là dễ. Hình như là mình qua được cấp độ 2 rồi đó. Đấy rồi, ủa sao mình hình đen thui vậy? Ủa sao trời nó bắt đầu tối lại mấy bạn à. Ủa trời, mặt trời nó vẫn còn sáng đây mà. Mình đang ở cấp độ bình thường. Ở chắc không sao, chắc là do lỗi game á. Nghe tiếng gì ta? Chắc không có vấn đề gì. Cái nhạc nó bắt đầu hơi bị lỗi rồi đó. Trời ơi, game gì đâu mà OP gì mà lỗi quá, đúng là game kiểu giống như hồi cái mấy game hồi đó mình làm luôn các bạn. Ấy. Trời ơi. Nãy nhạc nó còn đang vui mà ta. Thôi mình cứ đi như bình thường thôi. Đó, cứ tiến lên phía trước. Đây, màn này có mấy cái đỏ đỏ. Ui. Rồi. Tắp rồi, qua độ khó. Cái gì? Ủa cái gì mà sao cái kim tuyến của mình nó màu mè luôn rồi. Ủa khoan, cái con nhân vật của mình da như nó. Ủa cái gì? Ủa sao mặt trời nó thành cái, nhìn hình như là cái mặt trời, mình nhớ đâu có con mắt đâu ta, sao nó nhìn mình rồi. Ê, không vui nha. Thôi kệ, đi tiếp thôi. Đấy, cứ đi tiếp như bình thường thôi. Không sao, không sao, chắc không sao đâu. Không sao đâu hả mấy bạn. Không, mình thấy có sao chứ con nhân vật của mình nó, cái đầu nó sao nó bị gì ta. Đó còn. Ủa cái gì?
hình như hết vui rồi mấy bạn à. Sao cái con nãy của mình nó lại có, sao lại có một cái con nhân vật của mình ở đâu đó ta? Ủa cái gì? Hình như đằng sau mình có gì rồi, cái con nhân vật thứ hai của mình nó lại vẫy tay chào mình nữa. Ở chỗ này hình như mình phải để góc nhìn thứ nhất để dễ nhìn rồi. Trời ơi. Không à, lần này mình thấy nó không phải gọi là dạng Obi mà mình hay biến đâu. Obi lần này sao nhìn nó tùm lum tì le quá mày, giờ nhìn giống đống đổ nát hơn. Thôi kệ, đi tiếp. Ừ, lại nữa à. Cái Úc Bi mà mình hay thấy là nó không phải kiểu như này đâu. Nhìn nó tùm lum ý. Ôi, chỗ hết hồn. Mấy bạn biết không, một cái game mà Úc Bi mà mình hay chơi là nó kiểu rất là đơn giản luôn, chứ nó không phải là xếp cầu kỳ như này. Này nhìn nó giống như là một cái chỗ nào đó mà bị đổ nát vậy. Nhìn kinh quá. Ủa cái gì? Nhưng có gì đằng sau mình đúng không ta? Sao cái chỗ này mình thấy giống như là một mấy cái ngôi nhà mà nó bị đổ nát, nó bị bỏ hoang hay là gì vậy? Đây nè, cái bàn nè mấy bạn nè. Xong rồi mấy này giống như là cái cửa hay là cái tấm gỗ nó chặn lại. Còn này hình như là dưới ống, dưới đường cống hay sao nè. Ồ, cái này sao nhìn nó giống như là giống như là người dân hay là cái gì đó. Cái này giống như cảnh sát là mà cầm cái khiên nè mấy bạn nè. Chỗ cái gì tùm lum mày. À đây. Ủa, bây giờ sao vô thành giống như nhà tù vậy nè. Ủa, lại cái gì nữa vậy? Đó, lâu lâu sao cái đó nó hiện lên rồi mấy bạn à. Ủa giờ sao đây? À đây. À, có ông nào ông đào nguyên đường vượt ngục nè. Trời. Cái con của mình đó. Đấy, mày thấy không? Nó có tới tận hai con nhân vật nè. Ôi, hình như mình di camera tới đâu là nó nhìn mình tới đó này nè, con này mấy bạn nè. Đó, mình tới gần liền nó mất rồi. Thôi kệ, đi tiếp đi. Ủa, chỗ này nó giống mấy cái đường mà nó có mấy cái xe cộ nè. Sao cái đường gì mà nó trộn, nó nước rồi tùm lum, nó đổ hay xe hết luôn kìa. Ôi, cái gì nữa ơi? Ủa, khoan. Ủa, mình nhớ là chỉ có 5, hình như ban đầu mình nhìn là chỉ có 5 cấp độ thôi mà. Cấp độ gì nữa kìa? Còn cấp độ thứ 6 nữa hả? Mình nhớ đâu có đâu ta. Ủa, đâu như này sao mình qua được? Trời, nhảy một phát qua đó sao được? Trừ khi hắt thôi à. À được. Turn back. Cái gì? Mất kết nối hả? Ủa? Hết rồi. À giờ tưởng gì. game lỗi thiệt mấy bạn à. Này nên kêu nhà phát hành để mình gửi báo cáo, kêu nhà phát hành fix lại cái game Obby gì đâu, lỗi tùm lum.
Ủa sao con này nó bị lỗi chat luôn rồi nè. Nó nói bốn bằng. Ok. Game lỗi quá. Trời ơi, còn thua cái game của mình nữa mấy bạn à. Thấy không, game defeat zombie của mình mà còn xịn hơn á. Đó coi nè, nó lại nói vô game 1 IFW bằng bằng. Vậy là không được rồi. Ủa khoan, hình như sao giống mấy màn ban đầu vậy ta. Nó lại nữa nè. Giống mấy màn ban đầu nãy mình chơi mà ta. Ủa khoan, mình nhớ chỉ có 50 màn thôi mà sao còn lên nữa vậy ta. Mà kệ, đi tiếp đi, cứ đi tiếp. Ủa sao cái bản kia nó hết vậy cấp độ máy nữa rồi. Thôi đi. This is the rugby. Ôi, this is the rugby. This is the rugby. Cái gì đấy? This is the rugby. Sao mấy con NPC nó quay thành vòng như này đâu. Ơ à. Ủa mình nó làm gì? Nó kêu giờ ngươi sẽ phải trả giá. Ủa nhưng mà mình có làm cái gì đâu. Ơ à. Ủa là sao ta? Ê khoan, hình như cái đó kính thực tế ảo đúng không? Ơ mình nè. Ủa khoan, mình đang nằm đâu đây? Ôi trời. Ôi trời ơi. Cái con quá nhớ. Bad ending. Kết xấu rồi. Tự nhiên có cái con quái vật nó lò ra làm mình hết hồn à. Hình như mình bị con đó ăn thịt luôn rồi. Ây da. Game OP rèn luyện kỹ năng đâu không thấy. Thấy rèn luyện sự can đảm hơn thì có. Mà hình như bad ending vậy là gì, có good ending đúng không ta. Từ để mình coi thử. Rồi mấy bạn ơi, sau nhiều lần thử chơi lại map bằng nhiều cách khác nhau như là speedrun hay là no damage hay là không dính damage hay là không chết á, hay cái kiểu luôn là thậm chí không quay lại nhìn cái đằng sau luôn mấy bạn à, thì mình kết luận ra là game này chưa có good ending nha mấy bạn. Và hiện tại thì game nó vẫn chỉ bad ending như vậy thôi. Rồi, sau khi mà chơi cái map này thì mình kết luận là game nó khá là hay và nó vừa luyện cái trình độ bắt cua của mấy bạn và nó cũng vừa luyện cái trình độ gan dạ của mấy bạn khi mà chơi cái game kinh dị luôn nha mấy bạn. Đó, 2-1 luôn nha. Rồi, còn bây giờ thì cảm ơn các bạn đã xem video này nha. Thì hãy nhớ nhấn nút like, share và đừng quên ấn nút đăng ký để ủng hộ mình để mình có thêm động lực làm nhiều video mới. Còn bây giờ thì bye bye.